Bà học ở thứ sáu học là bài Công Long Bài Dân hả? Hủ bạc cha. Cái gì? Hủ bạc của người cha. À, hủ bạc của người cha. Vậy tụi con còn nhớ không? Dạ còn. Đây, phàn đứng lên, phàn đọc cái bài đó cho ngoại nghe đi. Ông đào hũ bạc lên rồi đưa cho con và bảo nếu con lười biển dù cha cho 100 hũ bạc cũng không đủ, hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con. Đó là người cha nói gì với con với hũ bạc thế nào? Không gì gì nữa, nhưng mà khi tụi con tiêu xài hết thì tụi con sẵn chẳng có gì hết. Nhưng mà người cha cho con trí óc, cho tụi con trí tuệ, cho tụi con sự hiểu biết, thì sự hiểu biết đó nó sẽ làm ra nên sự nghiệp, nên tương lai, không biết không? Đây là một buổi học của lớp học Hạnh Phúc do chính bà Trinh đứng lớp. Tất cả khoảng 20 trẻ em đủ các lứa tuổi đang ngồi học tại đây đều chưa có điều kiện đi học. Vì các em là con của các Việt Kiều sống trong một phum lao động nghèo ở ngoại ô Phnom Penh. Lớp học này cũng là lớp học thứ 5 mà bà Trinh gây dựng trong khoảng chục năm nay, sau khi bà quyết định định cư lâu dài tại đất nước Campuchia. Cái ý của cô là cô muốn làm sao tất cả người dân Việt Nam mình ở đất Campuchia phải biết chữ thì họ mới ngóc đầu lên nổi. Chứ này tất cả đều cô gặp toàn là dốt không, không biết chữ gì trơn á. Thì ra cô tình nguyện là cô, ý chí cô bắt đầu là cô mở lớp học liền. Không những dạy học không công cho các trẻ em nghèo, bà Trinh còn dang rộng vòng tay nhận các trẻ em mồ côi về nuôi dưỡng như chính những đứa con mình rứt ruột sinh ra. Và ba cô gái này đang sinh sống cùng vợ chồng bà trong căn nhà tạm bợ ở một xóm lao động nghèo, cũng chính là một trong hàng chục đứa con nuôi mà bà từng cưu mang. Trong đó, cô gái lớn nhất vừa tốt nghiệp đại học bằng chính mồ hôi, công sức và cả nước mắt của bà mẹ nghèo vốn không cùng máu mủ. Và những trẻ mồ côi nó quá đông, nó lang thang ngoài đường lộ đó. Cô chịu không nổi này, cô đem về nuôi. Đem về nuôi từ đó là nuôi từ một đứa, hai đứa, ba đứa bắt đầu kéo lên. Đứa này lớn thì nó săn sóc mấy đứa nhỏ. Rồi mấy đứa nhỏ lớn thì đó, rồi cô thì mỗi ngày đi buôn bán, tạo tặng như là đẩy xe đi bán khắp thành phố hết. Sữa đậu nành cũng có. Ba cái chả bò cho đồ. Rồi đẩy ép chai đi bán khắp thành phố, nuôi mấy đứa trẻ mồ côi. No people here that I know. Em là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nếu không có mẹ Trinh giang tay chở che đùm bọc thì em không biết sẽ ra sao. Dẫu không sinh thành nhưng sự quan tâm yêu thương mà mẹ dành cho em là vô bờ bến. Em được học hành tử tế là công sức của mẹ. Suốt cuộc đời này em sẽ khắc cốt ghi tâm mối ân tình với ba mẹ nuôi của em. Con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con lớn lớn cho con ăn học, có cha có mẹ như người ta. Sau này như thế nào? Sau này con lớn lên, con có việc làm con sẽ trả ơn cho ba cho mẹ đã cố gắng nuôi dưỡng con. Nếu không có mẹ thì nay em sẽ làm có được như vậy? Dạ không, nếu mà không có ba với mẹ nuôi con thì chắc con cũng không có như ngày hôm nay. Tấm lòng bà Trinh bao dung độ lượng như vậy, thế nhưng gia cảnh của bà cũng chẳng khác gì mấy hoàn cảnh của nhiều gia đình Việt Kiều nghèo ở xóm lao động này. Hiện mảnh đất mà căn nhà tạm bà sinh sống cũng đang đi thuê của người khác, vốn là một bãi rác của địa phương. Đã thế, hoàn cảnh khó khăn lại cứ muốn thử thách trêu người phụ nữ tốt bụng khi chồng bà phải đi mổ do căn bệnh đau bao tử hành hạ những năm qua. Giờ cũng trông cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc của bà. Cuộc sống vốn bộn bề khó khăn, thế nhưng mẹ Trinh hay ngoại Trinh, nói theo cách gọi của người dân nơi đây, bà luôn cố gắng vượt qua để san sẻ, đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn hơn, để từ đó làm cho tấm lòng thơm thảo của người Việt nơi đất khách càng thêm lan tỏa. Có cô Trinh đây, cô Trinh dạy học cho em mấy em, tại vì nông thôn đây nghèo, đi 2-3 giờ sáng tới 12 giờ 1 giờ trưa mới về không à. Dạ.
Nếu không có. Nếu không có thì mấy em dốt. Dạ. Con em ở đây cũng vậy nè, tới ngày qua nội cô không à, đi động về là qua nội cô. Bị gì nội cô cho ăn mà. Từ lúc mà còn nhỏ là bằng cỡ mấy nhỏ nhỏ 4 5 tuổi là em lên đây là cũng học cô này nè, nhờ cô này mới biết chữ này kia đồ. Nói chung cô sống ở đây cũng tốt, được lòng cô bác ở đây. Nếu mà không có tình yêu thương thì không bao giờ mà giúp được ai đâu. Thì cô nhờ cái đó là mà cô an ủi mình là mình đã khổ. Mình đừng để cái tất cả cái sau này, cái tốt sau này, thế hệ sau này thì khổ.